chương 131, Thiên Vân chấp niệm. Nữ hoàng e ra bá khí phong thái hiển lộ hoàn toàn, ngược lại là cho từ dương lưu lại không cạn ấn tượng. Cùng ở tại lúc này, nữ hoàng dưới trướng ma tộc mấy chục hào đỉnh cấp cường giả đồng thời xông ra, rất nhanh dây dưa bên trên bạch liên tuyết tam nữ thần. Ngay tại lúc này, từ dương trống to một tiếng, về một đạo quan ảnh lóe ra, ưng miệng như một đạo sao băng tính vào trời cao, cùng đạo ánh sáng này cùng một chỗ biến mất, tự nhiên còn có thiên vân thần tăng kim quan bảo thể. Ha ha ha, như thế nào? Ta dám cam đoan, các người ma tộc, không ai có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Nữ hoàng lạnh miệt cười một tiếng, không đợi nàng hạ lệnh, một nhóm lớn càng thêm mãnh liệt thân pháp sưu 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 phóng hướng chân trời, tất cả đều là trước đó ẩn nấp tại ma tộc đoàn đội bên trong biết bay ma nhân đuổi theo. Trên bản chất giảng, ưng miệng cùng những người này xem như đồng loại, chỉ có điều bởi vì thần tăng nguyên nhân, trong cơ thể hắn ma nguyên bị Phật tính hoàn toàn tịnh hóa. Cái gì? Từ dương bất đắc dĩ biểu môi, nhìn thấy e ra kiêu ngạo đối với hắn mỉm cười, từ dương đồng dạng về lấy lễ phép tính nụ cười. Nữ hoàng bệ hạ, thật đáng tiếc nói cho ngươi, coi như có thế đuổi kịp tiểu tử kia, ngươi người cũng đánh không lại hắn. Hôm nay coi như ta thiếu ân tình của ngươi, tương lai nếu như có cơ hội gặp lại, ta sẽ đền bù ngươi. Từ dương trưởng đối hư không, một đạo vô cùng ống ánh cự kiếm hình dáng dáng lâm vô cùng cường đại kiếm nhận phong bạo nháy mắt tách ra chung quanh tất cả ma tộc các cường giả vòng vây đem tam nữ thần từ đó giải phóng ra cáo từ từ dương cao ngạo phun ra một câu mang theo tam nữ thần phóng lên tận trời thẳng đến linh thuyền phương hướng bay đi người lớn mật nữ hoàng tức giận đang lúc nàng dự định tự mình ra tay lúc phần bụng một trận nhói nhói truyền đến kia vết sương chi nộ màu băng lam hình dáng mặt ngoài thuộc về từ dương huyết mạch vết tích, chính một chút xíu dung nhập mũi nhọn nội bộ. Không có ai biết, khi thanh này binh khí bị nhân tộc chí cường huyết mạch dung hợp về sau, đối nữ hoàng đến nói ý vị như thế nào? Nữ hoàng đại nhân. Được rồi, để bọn hắn đi thôi, ta thụ thương, cần nghỉ ngơi, cực lạc thịnh yến hủy bỏ. Mệnh lệnh lạnh như băng dần dần hạ đạt, nữ hoàng e ra liếc mắt nhìn chầm chầm trên bầu trời từ dương bóng lưng rời đi, lạnh lùng nói thầm lên cái tên này. Từ Dương. Ngươi chờ đó cho ta, chúng ta còn nhiều thời gian. Linh thuyền theo sát lấy ưng miệng bỏ chạy phương hướng, cũng chính là hướng Linh Hàng tự bay đi phương hướng, không có một chút thời gian, Từ Dương bọn người liền nhìn thấy ưng miệng bị mấy cái kia ma tộc vây công. Từ Dương thân như quỷ mị một loại xông ra, tự mình giáng lâm trong chiến trường ở giữa, cùng mảnh trưởng lực vỗ, một cổ cường đại linh lực bao phủ tại chiến trường khu vực, mãnh liệt chấn nhế bờ đến những ma tộc này. Ngươi, khí tức của ngươi. Ma tộc các tu sĩ khó mà tin nổi nhìn xem từ dương. Có vấn đề gì sao? Nếu như ý thức được mình không phải là đối thủ, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, còn dám đánh thần tăng chủ ý, giết. Chúng ma tộc nhìn một chút trên thân hiện ra màu tím nhạt vết kiếm, chỉ có trên mặt khế bờ sợ lần lượt rời đi. Tại sao có thể như vậy? Trở về trên đường, khi 10 cái mọc lên cánh chim ma tộc tu sĩ nổi lên nói thầm, đặc biệt là ngay trong bọn họ người dẫn đầu kia mặt mũi tràn đầy vẻ mặt khó mà tin được. Ta vừa mới, rõ ràng từ cái kia cường đại nhân tộc trên thân, cảm nhận được nữ hoàng bệ hạ khí tức. Nhất định là ngươi tính sai. Người kia cùng nữ hoàng đại nhân giao thủ qua, lại nhân tộc công pháp 10 phần quỷ dị, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, đừng có đoán mò, về trước đi giao nộp rồi nói sau. Đuổi những người này, ma tộc một nhóm cũng coi như đại hoạch toàn thắng. Thần Tăng bị từ dương mời đến linh trong thuyền, còn tại nhắm mắt ngưng thần, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, thần tăng trải qua như vậy dày vò, tăng thêm trước đó bị mình sư đệ thiên quân đánh lén tổn thương bản nguyên, muốn triệt để phục hồi như cũ đã là không còn khả năng, nói cho cùng. Cũng coi là mặt trời sắp lặn trạng thái. Nghĩ tới những thứ này, từ dương cầm trong tay một viên nguyên linh quả bóp nát, lấy cường đại linh lực bản nguyên làm dẫn rót vào thần tăng trong cơ thể, giúp hắn thư sống khí huyết, rất nhanh, thần tăng dần dần khôi phục thanh tĩnh nhìn thấy một màn trước mắt, thần tăng dáng vẽ trang nghiêm không hề bận tâm, cảm xúc bên trên tuyệt không thấy nửa điểm gợn sóng. Sau đó, ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua ở đây mỗi người. Không, phải nói là nhìn chăm chú quá mỗi người. Ánh mắt kia, phản phất sớm nhìn thấu mỗi người bọn họ vận mệnh, duy chỉ có tại từ dương trên thân dừng lại hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng nhìn không thấu mỗi người một vẻ, đời này thành Phật vô vọng, cũng nên là lại ràng buộc thời điểm, A-di-đà Phật thần tăng chắp tay trước ngực, sau đó nhắm hai mắt tự lo thì thào nói nhỏ lên. Nguyên lai, việc này nguyên nhân tại 3.000 năm trước một buổi tối, khi đó thần tăng còn không phải linh hàng tự chủ trì. Một con quanh thân đốt hỏa diễm thiêu đốt cửu thiên phượng hoàng đột nhiên giáng lâm núi đỉnh, nhả thêm một viên tiếp theo kim quang trong vắt lại nhuộm máu đồ vật, chính là kim quang nê Bồ Tát. Khi phượng hoàng phân phó thần tăng, cuối cùng cả đời đảm bảo này nê Bồ Tát, thẳng đến người hữu duyên thức tỉnh, có thế khiến linh hàng tự một mạch vạn cổ truyền thừa bất diệt. Mà Phượng Hoàng trong miệng cái gọi là người hữu duyên, chính là vào lúc đó đã không có tin tức bạch liên tuyết. Thần Tăng đạt được Phượng Hoàng tặng cùng một sợi thần niệm, ở trong lưu lại bạch liên tuyết hình dáng, cũng công bố nhất định phải chờ đến nàng thức tỉnh, đem kim quang này nê Bồ Tát giao cho tay nàng, mới có thể bảo đảm tam thiên đạo châu chi kiếp vĩnh viễn ngủ say. Những chuyện khác Thần Tăng cũng không rõ ràng, nhưng về sau, theo hắn kế thừa chủ trì vị trí, Thần tăng phát hiện, cái này Nê Bồ Tát dường như có tư sáng Phật đạo thiên tính, đem mang ở trên người tu hành, tiến cảnh tu vi cũng có thể đi theo đột nhiên tăng mạnh. Thật tình không biết vùng này lại là mấy ngàn năm thương hải tan điền. Làm thần tăng nâng lên Nê Bồ Tát có thể xúc tiến tu vi thời điểm, Bạch Liên Tuyết cùng Linh Dao đồng thời nhớ tới Linh Dao trên thân cùng Thiên kiếm dung hợp bảo ngọc. Sư Tôn, Kim Quang kia Nê Bồ Tát bây giờ đến cùng ở nơi nào? ưng miệng nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm một tiếng. Không sao, lập tức các người đều sẽ nhìn thấy. Cây, ngươi là vị sư tòng nhỏ nuôi lớn, vi sư tọa hóa về sau, linh hàng tự một mạch liền do ngươi đến chủ trì, vạn không thể để cho bản mạch trong truyền thừa đoạn, đây chính là ngươi suốt đời sứ mệnh. Sư tôn, ngài không có việc gì. Ưng ừ miệng tiểu tử này dáng dấp mặc dù hiếm thấy, nhưng là cái tình nghĩa sâu nặng người. Ha ha ha, đây là thiên đạo tuần hoàng, không ai có thể thay đổi. Thần Tăng nói, đột nhiên bản năng quét từ dương một chút. Có lẽ là bởi vì từ dương, là thần Tăng duy nhất không có nhìn thấu một gương mặt A. À. Giao phó xong những cái này, thần Tăng hát một câu Phật ngữ, đột nhiên đem lòng bàn tay rơi vào ngực của mình vị, chỉ thấy một vệt kim quang óng ánh giấy lên, kim quang nê Bồ Tát, đúng là theo thần Tăng trong tâm hải bị dẫn ra tới. Đại sư, ngài cái này, Bạch Liên tuyết triệt để bị chấn kinh, nàng không nghĩ tới, mình trọng yếu nhất tính vật, là thiên vân thần tăng dùng sinh mệnh đến bảo vệ. Bạch thí chủ không cần trong lòng còn có thẹn niệm, so với lão hủ cúi xuống một mạng, có thế bảo vệ kim quan này nê Bồ Tát, đã là vô lượng công đức, nếu không có cái này đạo ràng buộc, lấy lão hữu tư chất chỉ sợ sớm đã biến thành một sợi bụi bặm, duyên tới duyên đi, hết thảy đều là định số. Chương 132, Thần Tăng Niết Bàn Thiên vân thần tăng ngược lại là nhìn rất thoáng, đem kim quang nê bồ tát tự mình giao đến bạch liên tuyết trong tay. phía trên này ghi lại một mạch vô thượng công pháp truyền thừa, nghe nói cùng tìm kiếm long tàng lớn bí cùng một nhịp thở, nhưng lại cũng không hoàn chỉnh, chỉ có tu được tạo thành mới có thể mở ra đến tiếp sau cơ duyên, tìm được mặt khác bốn đạo kim quang nê bồ tát vị trí, chỉ có năm đạo kim quang tụ hội, tới đối ứng long tàng lớn bí phương có thế để lộ. bạch liên tuyết ngưng trọng gật đầu nhìn thấy trước mặt thiên vân thần tăng vì cái này ràng buộc trả giá chính mình toàn bộ bạch liên tuyết tự giác trong lòng gánh trọng mấy phần cái này đã không còn là tự mình một người sự tình vị thí chủ này thần tăng giao phó xong kim quan nê bồ tát sự tình về sau lại sẽ ánh mắt rơi vào hồi lâu không nói một lời linh giao trên thân nếu như lão nạp không nhìn lầm ngươi chính là cùng bạch thí chủ số mệnh giống nhau một cái khác ràng buộc người thừa kế từ dương bọn người đối với cái này tuyệt không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Thần tăng dù sao cũng là đắc đạo cao tăng, lại là cái này long tàn ràng buộc thủ hộ giả, cảm ứng được linh dao trong cơ thể bảo ngọc khí tức chấn động cũng rất bình thường. Linh dao nhẹ nhàng gật đầu làm đáp lại, đại sư vui vẻ gật đầu, rất tốt, xem lại các ngươi bây giờ trưởng thành, lão nạp cũng yên lòng. Long tàn chính là trấn áp diệt thế chi kiếp duy nhất ỷ vào, để lại cho thời gian của các ngươi cũng không nhiều, nhất định phải chú ý cẩn thận, Vạn không được tùy tiện đem vật truyền thừa rơi vào tay người khác. Thần tăng chấp tay trước ngực, đối tự dương bốn người khẽ vuốt cầm, bỗng nhiên toàn thân kim sắc bảo quan phóng đại, vô cùng lóa mắt kim quang trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ linh hàng tự hoàn toàn bao phủ. Núi đỉnh, vô tận mờ mịt tiên quang cuối cùng, toàn bộ chùa miếu như là thiên phật hạ xuống lớn lao tạo hóa, trở thành cái này mênh mông ngàn dặm bên trong ống ánh nhất một điểm. A-di-đà-phật Đông 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 Liên tiếp 49 đạo chuông vang đủ vang, toàn bộ bảo tự trên dưới lấy ngàn mà tính tăng lữ đồng thời gật đầu chắp tay trước ngực, trong miệng từng lần một hát tụng lấy Phật âm, làm một đời thần tăng thiên vân tiễn đưa. Sư Tôn Giờ khắc này, ưng miệng không khỏi lã chả rơi lệ, nhưng đối với hắn mà nói, đưa mắt nhìn ân sư tọa hóa hợp đạo, cũng vẫn có thể xem là một phần vinh quang. Quả nhiên, thần tăng thân xác dần dần tiêu tán, hóa thành một sợi kim sắc khói quang trôi hướng bên ngoài chùa Vân Thiên cuối cùng trong lúc mơ hồ, kim sắc tia sáng bên trong xuất hiện một cái vô cùng ống ánh vạn chữ minh văn. kia là Phật Duyên, chỉ có chân chính đắc đạo thần tăng viên tịch lúc mới có xuất hiện khả năng, đại sư hồn đã thông hướng thành Phật con đường. Bạch Liên Tuyết nhẹ nhàng mở miệng nói, cũng làm cho bên người ưng miệng thu hoạch được lớn lao trấn an. Đồng thời, khi ngồi trên giường, một viên toàn thân ống ánh kim quang xá lợi chậm chậm bay lên, dung nhập vào ưng miệng trong cơ thể. Chỉ trong chốc lát công phu, ưng sắc mặt bên trên ma tướng hoàn toàn biến mất biến thành một cái hình dạng anh tuấn đầu trọc tuấn hòa thượng bộ dáng tu vi nội tình cũng liền đột ba cảnh thẳng tới nguyên thần đỉnh phong đã không kém gì từ dương dưới trướng tam đại mỹ nữ có được kế thừa linh hàn tự một mạch truyền thừa nội tình tư bản đảo mắt quá ba ngày ưng miệng xử lý xong sư thúc thiên quân cùng sư tôn thiên vân thần tăng pháp sự về sau đem trong chùa một hệ liệt sự vụ xử lý hoàn tất tiến vào phía sau núi gặp mặt từ dương bốn người trống trống hiện tại không thể để cho ngươi ưng miệng xin hỏi chủ trì đại sư nhưng có mới pháp danh bần tăng pháp danh tuệ tâm các vị thí chủ chỉ giáo nhiều hơn tuệ tâm tiểu hòa thượng mặc dù đã kế thừa chủ trì vị trí vừa ý tính vẫn là như cũ không quên cùng từ dương không có chính hình cười ha hả trải qua những ngày chung đụng này tuệ tâm đã là cùng từ dương đoàn đội chân chính đánh thành một mảnh mọi người cũng đều xem như cùng chung hoạn nạn qua sinh tử chi giao quan trọng hơn chính là Kim Quang Nê Bồ Tát mặc dù đã tới tay, nhưng ngắn ngủi ba ngày thời gian, Bạch Liên Tuyết vẫn là không cách nào hiểu thấu đáo bí mật trong đó, về phần phía trên công pháp. ầm ầm. Vừa vặn tại lúc này, phía sau núi trong phòng khách, đang tu luyện công pháp Bạch Liên Tuyết đột nhiên phát ra một tiếng buồn bực trống, kinh hải từ dương bọn người tranh thủ thời gian xông vào gian phòng xem rõ ngọn ngành. Liên Tuyết, ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì? Nha đầu này một mặt ai oán nhìn về phía từ dương, bất đắc dĩ lắc đầu sư tôn ta cũng không biết là cái này nê bồ tát phía trên tuyên khắc công pháp quá mức thâm ảo ta tư chất không đủ hay là bởi vì không hoàn chỉnh mà không cách nào tu luyện ba ngày nay ta không có chút nào tiến cảnh tự như là không đi vào được đồng dạng ta đến xem không đợi từ dương mở miệng một bên tuệ tâm nhìn chăm chú quét qua bởi vì trong cơ thể có thần tăng xá lợi nguyên nhân tuệ tâm nhìn thấy nê bồ tát hình dáng bên ngoài ẩn 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 chứa một đạo vạn chữ minh văn ta minh bạch. Cái này nê Bồ Tát, bản thân liền cần tu có Phật tâm người mới có thể mở ra bí mật trong đó. Bạch tỷ tỷ, xem ra ngươi tại tu luyện phía trên này công pháp trước đó, muốn đi theo ta nghiên tập một chút Phật pháp. Tuệ tâm kiểu nói này, Từ Dương dường như cũng nhận dẫn dắt. Kết hợp Thiên Vân thần tăng trước đó lời nói, tam thiên đạo châu nghịch thiên lớn bí, mà ngay cả thái cổ thần tích phượng hoàng nhất tộc cũng bị liên lụy trong đó. Nếu như chính Long Tàng thật là tổ tiên đem cái này lớn bí chia ra làm chính, liên tuyết ràng buộc hàng tại Phật Môn, như vậy y theo cái quy luật này phán đoán, Linh Giao ràng buộc, gián lâm tại Thiên Kiếm Thánh Địa, cũng chính là Kiếm Môn. Mỗi một cửa, đối ứng một đạo Long Tàng, như vậy còn lại thất đạo Long Tàng, làm phân biệt gián lâm tại tu luyện giới cái khác bảy cái vô thượng lĩnh vực, còn có bảy cái trải qua kiếp nạn người thừa kế, chờ đợi chúng ta tìm. Cái này thoạt nhìn như là một cái hư vô mờ mịt phán đoán suy luận, từ Dương chưa tìm tới bất cứ chứng cớ gì để chứng minh mình giả thiết. Nhưng dù cho như thế, Linh Giao vẫn là bởi vì Từ Dương suy đoán động tâm tư. Có lẽ, thật có thể dọc theo cái phương hướng này làm nếm thử. Bây giờ Bạch Tỷ Tỷ phải nê Bồ Tát lại chưa tu được Phật tâm, ta phải thiên kiếm Bảo Ngọc trở về cơ thể, dù bước vào kiếm đạo đỉnh phong, nhưng lại chưa thức tỉnh kiếm hồn, hai tướng so sánh. Ta cùng Bạch Tỷ Tỷ trải qua thật hiệu quả như nhau có chút tương tự. Có lẽ ta cùng nàng, cách để lộ bí mật này mở màn, thật chỉ có cách xa một bước. Bạch Liên Tuyết thật sâu nhìn Linh Giao một chút, từ trong ánh mắt của nàng đạt được lớn lao cổ vũ. Sư Tôn, theo ta thấy, chúng ta không bằng ngay tại cái này Linh Hàng tự lưu thêm chút thời gian, đợi ta trước nhập cái này Phật Đạo Chi Môn lại tính toán sau. Trong thời gian này, Linh Giao cũng có thể bình tĩnh lại tu luyện của mình kiếm hồn, ta hai người hết thảy có một người mới được cửa dòng, chúng ta bước kế tiếp đường tự nhiên cũng liền sáng tỏ được nhiều. Từ dương nghe vậy nhẹ gật đầu, như thế rất tốt. Bây giờ Kim Quang Nê Bồ Tát hiện thế, chưa chừng vụn trộm liệu sẽ có cái khác tai mắt nhìn chầm chầm chúng ta, quá mức treo rao tại Tam Thiên Đạo Châu cũng không phải thượng sách. Trước hết đặt chân ở chỗ này tu luyện chút thời gian lại tính toán sau đi. Đông Đông Đang lúc từ dương mấy người vừa làm ra như vậy dự định, ngoài sơn môn cổ trung bị lần nữa gõ vang. Khởi bẩm chủ trì, có người ngoài giết tới sơn môn, xem ra là một đám ma tộc cường giả. Các người một mực ở chỗ này an tâm tu luyện, ta đi xem một chút. Chương 133, Tái Chiến Từ dương nói thân hình đột nhiên động, trước mắt cái này Tiểu Hòa Thượng chẳng qua thời gian một cái nháy mắt, từ dương đã biến mất tại trước mặt hắn. Vân thiên phía trên, một cổ có thể xưng mênh mông ma khí thoa khắp toàn cái thiên không, đem cái này nguyên bản tiên vụ tràn ngập linh hàng sơn khu vực phụ trợ phản phất thành luyện ngục. A, à, Phật nói nhất niệm thành Phật, Nhất niệm thành ma, ta người ngoài nghề này xem ra, hoàn toàn chính xác có đạo lý. Từ dương nhìn xem lúc này thiên không bố cảnh tràn đầy cảm xúc. Rất nhanh, vô tận màu đen vân quang làm nổi bật dưới, mật ép một chút ma tộc hình dáng bắt đầu hiện thân. Từ dương như vậy ngang quét qua, tối thiểu cũng có lấy ngàn mà tính quy mô. Không hổ là ma tộc, thực lực chưa chắc thế nào, đầu người xác thực không ít, đi đến chỗ nào đều có thể dùng chiến thuật biển người. Từ dương thanh âm rất thông thấu, tiếng nói truyền lại đến toàn cái trời u ám trên bầu trời, một đám ma tộc bởi vì cảnh giới bên trên kém dị quá lớn, bị thanh âm này rống động tâm hồn run rẩy. Kỳ quái, người kia chỉ có luyện khí cảnh thực lực, thanh âm vì sao như thế hùng hậu? Cái này quá khó mà tin nổi. Tu sĩ nhân tộc vốn là kỳ kỳ quái quái, một người liền dám ra đây đối mặt chúng ta mấy ngàn người, khẳng định thật sự có tài, chẳng qua chúng ta chiến trận này, coi như hắn có 10 cái mạng, cũng không đủ đưa. Mặc kệ đến lúc nào, người càng nhiều, trong nội tâm cũng an tâm. Điểm này tại ma tộc bọn gia hỏa này trên thân thể hiện lâm ly cực trí. Nhưng mà bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, làm thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, nhiều người người ít đã không có chút ý nghĩa nào, tại từ dương trong mắt, trước mắt ma tộc coi như lại nhiều, cũng chẳng qua là nhiều mấy cái đi lại pháo hôi. Thậm chí liền tính danh đều không để lại liền phải tan thành mây khói cái chủng loại kia. Ai là các ngươi dẫn đầu, ra tới nói chuyện. Là thật có chút làm khó Từ Dương, ánh mắt quét nửa ngày, sững sốt không có từ những yêu ma quỷ quái này trên thân tìm ra một cái giống đại lão gia hỏa. Ha ha, hèn mọn nhân tộc, ngươi phá hủy chúng ta cực lạc thịnh yến, có phải là hẳn là trả giá một điểm đại giới đâu. Chính lúc này, một cái vóc người cao lớn tay cầm hai lưỡi búa ma tộc cường giả từ chỗ cao nhất đám mây chậm rãi xuất hiện, chừng cao hơn 3 mét lớn cự háng quan một cái bụng đoán chừng liền có thể có mấy trăm cân phân lượng. Ngươi chính là lão đại của bọn hắn. Từ dương miễn cưỡng dương mắt nhìn thoáng qua gia hỏa này, sắc mặt bình tĩnh giống như là đang nhìn một con dung dế. Chúng ta ma tộc tất cả mọi người, đều chỉ thờ phụng e ra nữ hoàng, không nên hỏi ta ai là lão đại, nữ hoàng đại nhân quan huy nơi ẩn núp tại, tất cả sinh linh đều chỉ có quỳ xuống đất thần phục phần. Ha ha ha, chớ đi theo ta một bộ này nếu như các người là vì thần tăng bảo thể mà đến như vậy thật đáng tiếc thần tăng đã viên tịch các người cái gọi là cực lạc thịnh yến nhất định là không mở được ồ cự hán dường như cũng không kinh ngạc nếu là dạng này như vậy liền dùng những cái kia tiểu hòa thượng đến để chúng ta ăn no nê đi từ dương sắc mặt lạnh dần có một số việc ngươi chỉ có thể tưởng tượng nếu thật là biến thành hành động kết cục của ngươi sẽ rất khó coi cự hán xem thường nhúng vai ngươi rất mạnh Điểm này ta trước đó tại vạn ma sào liền đã lĩnh giáo qua, nhưng tiếc nuối là, nữ hoàng đại nhân mệnh lệnh không ai có thể chống lại, coi như chúng ta không giết được ngươi, linh hàng tự, cũng vì thế phải trả một cái giá cực đắt. ầm ầm Không hề có điềm báo trước một nháy mắt, từ dương phía sau chùa miếu banh một tiếng nổ vang, toàn bộ chùa miếu tất cả đều đắm chìm trong biển lửa vô biên bên trong. Chân chính để từ dương cảm thấy khó mà tin nổi, là hắn căn bản đều không có phát giác có bất kỳ người xuất hiện ở sau lưng mình chùa miếu chung quanh nói một cách khác trận này bạo tạc là đã sớm chuẩn bị mà không phải những ma tộc này ở ngay trước mặt hắn tiến hành căn bản không có cho từ dương bất luận cái gì ra tay ngăn cản cơ hội quay đầu lại nhìn thấy những cái kia tu vi tương đối hơi thấp các tăng nhân tại biển lửa ma diễn bên trong dãy dụa dáng vẻ từ dương là thật sự tức giận các người đều đáng chết ầm ầm kinh khủng linh lực ba động tại từ dương bản thể ầm vang bộc phát đẩy ra ba quan gần như đem vân thiên phía trên tất cả ma vụ hoàn toàn tách ra đi chết đi từ dương một chỉ nhô ra thẳng đến trước mặt cự hán ma nhân thân xác lại phát hiện mình một chỉ này đâm xuống đi cự hán cả người tại chỗ biến mất bóng dáng ha 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 quên nói cho ngươi chúng ta ma tộc có một loại công pháp gọi là ngắm hoa trong màn sương ngươi nhìn thấy cũng không phải là ngươi chân chính trải qua mà chân chính trải qua, thường thường so trước mắt nhìn thấy càng khủng bố hơn. Bên tai quanh quẩn lên kia cự hán làm càng kiệt ngạo thanh âm, từ dương ổn định lại tâm thần mảnh quay đầu lại, phát hiện linh hàng tự ngược lại là vẫn còn, bạo tạc cùng trùng thiên điển lửa cũng chưa từng xuất hiện, nhưng kia đầy đất tăng nhân thi thể. Cùng lưu lại trên mặt đất từng mảng lớn ma tộc thân xác nhắc nhở lấy từ dương, ma tộc giáng lâm cũng không phải là hư ảo. Liên tuyết, linh giao, thanh su. Từ dương lông mày có chút nhíu lên, bỗng nhiên luồn lên thân trở lại phía sau núi gian phòng, lại phát hiện trong gian phòng đó đã là không có một ai, dù không có đánh nhau vết tích, nhưng trên mặt đất kia cùng màu tím nhạt lông vũ, đã cũng đủ nói rõ hết thảy. Kia là Ma tộc e ra nữ hoàng váy bên trên lông vũ, liền mùi đều cùng nàng giống nhau như đúc. E ra Xem ra, ta cần thiết lại về một lần vạn ma xào, những cái này các tăng nhân tính mạng, ta muốn gấp trăm lần hoàn trả sau ba canh giờ, Từ Dương lại đến vạn ma sào trên không. Bởi vì là tại bình thường thời gian, cái này vạn ma sào bên trong xa xa không giống cực lạc thịnh yến lúc như vậy, chỉ có lẽ tẻ cực ít một bộ phận ma tộc vãng lai. Nhưng mà đây đối với Từ Dương đến nói, cũng đã đầy đủ, mục tiêu của hắn là ma tộc nữ hoàng e ra. Lại là tên kia, phá hủy cực lạc thịnh yến người kia, giết hắn. Đủ loại ma thú tiếng thét chói tai không ngừng gào thét, số lớn số lớn ma thú bắt đầu hướng từ dương vị trí dựa sát vào. Tới thật đúng lúc, tẩy thoát tội lỗi của các ngươi đi. Từ dương một kiếm giữa trời, bằng vào tự thân không thể chống lại kiếm đạo đỉnh phong tạo nghệ, mở ra một trận hoàn toàn mới giết chóc thịnh yến. Tất cả giờ phút này tụ tập tại cái này dưới vực sâu các ma tộc, toàn bộ đều biến thành dưới tay hắn con mồi. Đi chết đi cho ta. ầm ầm Mỗi một đạo kiếm khí vung vẩy qua đi, đều nương theo lấy vô cùng mãnh liệt kiếm mang nổ vang số lớn số lớn ma thú bởi vậy tại từ dương thủ hạ mất mạng dùng các người tham lam tội ác linh hồn vì những cái kia các tăng nhân sám hối đi từ dương lần này là triệt để giết điên một người một kiếm tùy ý tung hoành ở vạn ma xào phía dưới những nơi đi qua đếm không hết thịt ma thú thân không ngừng sụp đổ một người một kiếm trăm dặm ma xào hóa thành một đám huyết hải hơn vạn đầu ma thú tính mạng đi hướng vẫn lạc từ Dương trận chiến này, nhất định là muốn tại toàn bộ ma tộc lưu lại thuộc về tên của mình. Nhanh, nhanh đi thông bẩm nữ hoàng đại nhân, cái này nhân tộc thật là thật đáng sợ. Phía dưới không ít ma tộc kêu khóc chạy trốn, đã triệt để bị Từ Dương sợ vỡ mật. Chương 134, là địch hay bạn? Thật tình không biết, lúc này Era đang lúc bế quan, có lẽ là bởi vì lần trước một trận chiến, để thân thể của nàng xuất hiện một vài vấn đề. Báo khởi bẩm nữ hoàng đại nhân, thiếu niên mặc áo trắng kia, chính là tại cực lạc thịnh yến phía trên cùng ngài đối kháng nhân tộc kia cường giả, lại giết trở về, không biết vì cái gì, đã huyết đồ ta ma sào trăm dặm, bên trên hơn vạn ma chúng. E ra thịnh nộ, xem ra, hắn là thật coi ta ma tộc dễ khi dễ. Cùng ở tại lúc này, từ dương còn tại một đường giết khắp, thẳng đến giết tiếng vạn ma sào nội địa, cũng chính là trước đó cực lạc thịnh yến treo thần tăng thân xác vị trí, nơi này càng là era nữ hoàng cư trú chỗ. Era nữ hoàng, ra tới chuộc tội đi, tội của ngươi đã không thể tha thứ. Chẳng lẽ nhất định phải chờ ta giết sạch tộc nhân của ngươi, ngươi mới bằng lòng hiện thân. Âm âm. Một đạo đá vụn thanh âm, đột nhiên tại nội địa kia vách núi chỗ sâu bộc phát, e ra nữ hoàng ngăn không được từ dương cái này mênh mông hồn âm quấy nhiễu, chỉ có thể bị ép cưỡng ép xông quan. Lơ lửng ở giữa không trung nữ hoàng vẫn như củ dung mạo tuyệt thế, có nhân tộc không pháp bỉ mô phỏng khuynh thành mỹ mạo cùng thực lực cường đại, chỉ là lần này, làm ma tộc lãnh tụ, nàng đồng dạng phẫn nộ tới cực điểm. Mặc kệ ở vào như thế nào nguyên nhân, ngươi giết ta nhiều như vậy tộc nhân, hôm nay, nhất định phải gọi ngươi trả giá đắt. Nữ hoàng cũng là bạo tính tình, đưa tay chính là một cổ vô cùng cường đại ma diễm đánh phí từ dương. Hai người ở giữa không trung buông tay buông chân, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa kịch chiến hơn ngàn hiệp. Không thể không nói, cái này ma tộc nữ hoàng rất cường đại, mặc dù còn không đến mức sánh vai từ dương cái này lão quái vật, nhưng hai người luận chiến lực, đều là toàn bộ đạo châu khó gặp cường giả tuyệt đỉnh. Kiếm sâu trường hồng Từ dương một tiếng la lên ra tới, vô cùng cường đại kiếm khí hình thành thủy thải ngàn vạn đầu, bao vây lấy cái này đạo kiếm mang phóng tới e ra nữ hoàng. Ta ngược lại muốn xem xem, cao cao tại thượng ma tộc nữ hoàng, đến tục cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Từ dương một kiếm này, không chút khách khí mà nói, đủ để tùy tiện miễu sát thiên kiếm mười lão trừ kiếm thánh phía dưới bất kỳ người nào cường độ. E ra trong trẻo lạnh lùng cười một tiếng, hai tay bắt đầu phát họa ra vô cùng phức tạp ánh sáng tím đồ đằng, khi đồ đằng không ngừng phóng đại, bắt đầu ở toàn bộ sơn cốc chung quanh thôn vệ ma khí vô cùng vô tận. Ma võng rốt cục bành trướng đến có thể đối kháng cái này đạo kiếm mang trình độ, hai cổ hủy thiên diệt địa lực lượng ầm vang đụng vào nhau. Cự kiếm quan nhận điên cuồng tê mài lên trương này ma võng khí diễm, hai của lực lượng phát ra chống lại âm thanh, làm cho cả vạn ma sào rung động không thôi. Trời ạ, à, cái này luyện khí cảnh tiểu tử lại có cùng nữ hoàng địa vị ngang nhau bản lĩnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó có thể tưởng tượng. Một chút hơi cường đại điểm ma tộc chiến sĩ khoảng cách gần xem chiến, càng thêm vì từ dương cường đại cảm đến chấn kinh. Nhưng mà bọn hắn cũng không ngờ đến, càng thế bờ sợ hơn còn tại phía sau. Đánh lấy đánh lấy, nữ hoàng Era không biết nguyên nhân gì trên mặt lộ ra đau khổ nhan sắc, một cái tay đặt ở bụng của mình, dường như có thương tích trong người dáng vẻ. Hừ, bắt đầu giả bộ đáng thương rồi. Cao cao tại thượng ma tộc nữ hoàng, cũng có yếu thế thời điểm. Bớt nói nhảm, ngươi giết tộc nhân ta, hôm nay hai người chúng ta, không chết không thôi. E ra cắn chặt răng, lại một lần nữa tăng cường một đợt tụ lực, kinh khủng nội tình đổ xuống mà ra, cuối cùng là hoàn toàn triệt tiêu từ dương cái này sóng tiến công. Sưu, từ dương tìm đúng cơ hội bỗng nhiên đột trên mặt trước một chưởng trọng lực hung hăng đập vào e ra trên bờ vai phốc kiêu ngạo ma tộc nữ hoàng cuối cùng là tại từ dương cái này sống 10 vạn năm hóa thạch sống trước mặt bị thiệt lớn phịch một tiếng đâm vào phía sau nham thạch cử bích bên trên e ra nguyên khí đại thương miệng phun máu tươi lại là không những không giận mà còn cười lên thật lâu không có người có thể thương tổn được bản hoàng từ dương cũng không có nhục nhã tính toán của nàng, ngược lại có chút khâm phục nữ nhân này, nếu không phải là bởi vì nàng thủ đoạn quá tàn nhẫn, từ dương cũng không muốn động nàng. Ma tộc có ma tộc đạo lý sinh tồn, ta chưa từng muốn làm liên quan, nhưng lần này, thủ đoạn các ngươi quá mức tàn bạo, lẽ ra chịu trừng phạt. Vậy còn ngươi? Dễ dàng mặc sát ta ma tộc vạn người, bọn chúng thật đáng chết sao? E ra càng thêm trở nên phẫn nộ, miễn cưỡng để cho mình một lần nữa đứng người lên, vết sương chi nộ màu băng lam thần khí lần nữa hiển hóa. Nữ hoàng đại nhân, ngài đã thụ thương, gia hỏa này, không bằng giao cho chúng ta đến xử trí như thế nào. Ha ha ha. Một cổ giữ tận tiếng cười từ chân trời đột nhiên giáng lâm, thanh âm này từ dương cũng không lạ lẫm, chính là hôm nay vừa đối mặt qua cái kia ma tộc cự hán dinh đa. Ngươi tới làm cái gì? Vạn ma sào không chào đón các người. Nữ hoàng e ra nháy mắt đổi sắc mặt, Dạng như vậy dường như so với Kháng Từ Dương khó coi hơn quá nhiều. Mà Từ Dương, giống như cũng bởi vì E-Ra ánh mắt có chút nhíu mày, trong mơ hồ hắn bắt đầu cảm thấy tập kích linh hàn tự chuyện này dường như không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Quả nhiên, đa mang đến 10 cái đỉnh cấp ma tộc cường giả, bọn hắn hình thái không đồng nhất, thậm chí có thể nói có cực lớn khác biệt tính, nhưng mỗi cá nhân trên người đều tràn ngập kinh khủng vết chóc khí diễm. Cùng là ma tộc, E-Ra nữ hoàng cùng trước mặt những người này, căn bản chính là hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất. Cao quý lãnh diễm, không ai bị nổi, là dùng để hình dung nữ hoàng từ ngữ trao chuốt, mà xấu xí, tàn bạo, tà ác, thì là đối cái này dinh đa bộ đặc điểm hoàng mỹ nhất hiện ra. Những người này ngoài miệng nói rất thành thẩn, nhưng cũng không có ngay lập tức đối từ dương phát động tiến công, ngược lại đem khí tức khóa chặt tại nữ hoàng e ra trên thân. Mười mấy người vây quanh ở nữ hoàng bên người, mỗi cái đều là giống như cười mà không phải cười sắc mặt. Ma tộc phản đồ, nơi này không chào đón các người, đều cút cho ta xa một chút. ầm ầm. Nữ hoàng không nói hai lời, đưa tay chính là một trưởng cự lực đánh phía Jinda, lại là bị cái này cao hơn 3 mét cự hán nhẹ nhàng phất tay che đậy lực lượng. Các người đã đắc thủ rồi. Jinda vừa lòng thỏa ý mà cười cười, ma tộc vô thượng tuyệt trận đã bị chúng ta luyện thành, nữ hoàng đại nhân là thời điểm giao ra ngươi chí cao vô thượng hoàng vị, đồng dạng, còn có tới xứng đôi ma hoàng tính vật, ngươi hiểu. xảy ra bất ngờ nội đấu xung đột để từ dương một mặt mộng bê, chẳng qua rất nhanh hắn liền phát giác được trong đó mánh khóe. Dinh đa lúc trước tiếng công linh hàng tự, luôn miệng nói là phụ nữ hoàng chi mệnh, nhưng những người này hiển nhiên thật lâu đều chưa thấy qua era, dù cùng là ma tộc, nhưng hai nhóm người hẳn là có không đội trời chung thù hận, căn bản không phải một đường ma. tìm hiểu được những cái này, từ dương lập trường cũng đang lặng lẽ phát sinh thay đổi các người mơ tưởng, đừng tưởng rằng ma công đã thành, bản hoàng liền sẽ sợ ngươi. E ra đang định phát lực, giữa bụng lại là một cổ kịch liệt đau nhất truyền đến, nhất thời khí diễm liền mất hơn phân nữa. Ha 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 ha! Đừng cho là chúng ta không rõ ràng ngươi duy nhất nhược điểm, E ra, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đều phải giao ra ma tâm. Ma tâm. Từ dương trong đầu cấp tốc hiện lên mấy cái hình ảnh quen thuộc. Phật tâm, kiếm tâm. Ma tâm. Chẳng lẽ. Dừng tay. Chương 135, nội đấu. Mắt thấy Jinda trong tay cự phủ vung hướng nữ hoàng, phía dưới số lớn ma tộc chiến sĩ đồng thời phát ra cuồng loạn gào thét, hướng phía Jinda bên này nhào tới. Cho dù là vừa rồi, từ dương tại cùng e ra luận bàn thời điểm, cũng không có trực tiếp hạ tử thủ, ngược lại là trước mặt cái này 10 cái cường đại ma tộc đồng loại, dự định mục kích đem e ra đưa vào chỗ chết dê xê vọng gần như đã chiếm hữu dinh đa đoàn đội bọn gia hỏa này toàn bộ tư tưởng trong mắt bọn hắn vị tôn chí cao ma tộc hoàng giả cũng chẳng qua là con mồi của mình thôi hừ không biết lượng sức mười mấy cường giả bên trong cái kia tràn ngập giả tính nữ báo sang lạnh miệt liếc một chút phía dưới lấy ngàn mà tính ma tộc đồng loại vung vẫy tay một cái hơn ngàn cái ma tộc nháy mắt sụp đổ thân xác cường đại nội tình tối thiểu cũng có nguyên thần cảnh trở lên tu vi được rồi săn giết những cái này hèn mọn sâu kiến có ý nghĩa gì? Dinda đuổi mau động thủ đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp một chút trong truyền thuyết ma tâm hương vị. mười mấy người bên trong cái kia mang theo mặt nạ khôi giáp như là ninja một loại ma tộc nam tử lạnh lùng nói. Dinda hừ cười một tiếng, nhắm mắt theo đuôi hướng đi Era. từ đầu đến cuối lơ lửng ở giữa không trung cần quan sát trạng thái từ dương lần thứ nhất tại Era ánh mắt bên trong nhìn thấy một vòng hoảng sợ cùng lo lắng làm dinh đa cự phủ cuối cùng quét về phía e ra lúc nữ hoàng nhắm lại đôi mắt đẹp nhưng từ đầu đến cuối nàng đều chưa từng khuất phục ầm ầm vô cùng cường đại khí tức chấn động nháy mắt bộc phát nhưng lại cũng không phải là tại e ra đỉnh đầu khí tức kia như thế lạnh thấu xương lại tựa hồ như sen lẫn một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát là mùi vị quen thuộc e ra bỗng nhiên mở hai mắt ra lại là nhìn thấy từ dương hình dáng nằm ngang ở trước mặt mình nhân tộc cường giả, ngươi đây là ý gì? Liền ma tộc nội đấu ngươi cũng phải nhúng tay. Từ dương miễn cười móc ra cây kia lông vũ trạng bộ lông màu tím, phía sau đón e ra ánh mắt nóng bỏng. Ta vốn là không có ý định nhúng tay các người trong tộc sự tình. Nữ nhân này sống hay chết, không liên quan gì đến ta. Nhưng trải qua ta vừa mới đơn giản quan sát, ta dường như phát hiện, trước ngươi đối lời ta từng nói có chút lỗ thủng. Ngươi nói ngươi là phụng e ra nữ hoàng mệnh lệnh tiến về linh hàng tự, giết những cái kia vô tội tăng nhân. Ban sơ ta là tin tưởng, nhưng bây giờ, ngươi vụng về lời nói dối đã không có gì có thế tin độ. Ngươi, chính là đang đánh lấy nữ nhân này cờ hiệu hạ đồ diệt tay, sau đó lợi dụng ta trọng thương nàng, lại đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. A à, ha ha ha. Mười mấy người chúng bên trong, cái kia to lớn lông xanh chuột hèn mọn mở miệng, trong tay cái kia cùng loại bắn súng máy trạng vũ khí tản ra cực kỳ nồng đậm độc tố khí tức. Ta đã nói rồi, Dinda, cái này nhân tộc gia hỏa căn bản không có dễ gạt như vậy. Chuột vừa dứt lời, bên cạnh cái kia nắm chặt quạt sắt đại ngạc cá hừ cười, đã hắn thích anh hùng cứu mỹ nhân, không bằng liền để cái này hèn mọn nhân tộc, cùng chúng ta cao quý nữ vương cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Ta nhìn, cái chủ ý này là không sai. Dinda làm mười mấy người đội ngũ tuyệt đối lãnh tụ, cuối cùng là đối từ dương cùng e ra động sát niệm. Hừ, các người bọn gia hỏa này có lẽ còn không rõ ràng lắm, nhân tộc tu sĩ, nhưng còn lâu mới có được nhìn qua dễ đối phó như vậy. Đã các ngươi đối ta lên sát niệm, liền phải tại động thủ trước đó có đối mặt tử vong giác ngộ. Từ dương lại một lần nữa bắt đầu có động tác. Chỉ có điều lần này, hắn đã không còn là một người. Hắn khoan hậu lưng chỗ bảo vệ, lại là một cái cùng mình nguyên bản không chút nào muốn làm ma tộc hoàng giả buồn cười, một cái hèn mọn nhân loại, thế mà thử nghiệm thủ hộ ta ma tộc nữ hoàng, cái này tựa như là ta đã từng gặp buồn cười nhất một màn. Chuột nhã rảnh, đúng là trong lúc vô tình để e ra 10 phần lộ vẽ xúc động, nàng nhìn xem từ dương bóng lưng, trong lúc lơ đảng sinh ra một chút liền chính nàng đều không thể tin được đặc thù tình cảm. ầm âm. âm. Trọn vẹn 13 đạo cường đại ma tộc thân ảnh đồng thời phóng thích riêng phần mình khí tức, mênh mông ma diễm làm thành một đạo to lớn màu đỏ quang hoàng, đem mỗi người nối liền với nhau. Đây là một loại cùng loại ma nguyên cùng hưởng ma tộc pháp trận, chuyên môn dùng cho săn bắn những cái kia thập phần cường đại lại tứ cố vô thân cá thể. Cái này pháp trận chính là ta ma tộc thượng của tuyệt trận một trong, ngươi chỉ có một lần ấp ủ cơ hội xuất thủ, mà lại nhất định phải ngay tại chỗ chém giết một người trong đó, nếu không 13 đạo ma thể lực lượng dung hợp làm một, triệu hồi ra thiên ma tường. Ngươi cho dù có thông thiên chi năng cũng tai kiếp khó thoát. Era thanh âm đột nhiên chảy vào từ dương trong tai, tại cái này trong lúc mấu chốt, ra không có khả năng hố từ dương, bởi vì bảo trụ từ dương cũng chính là bảo trụ chính nàng, bảo trụ ma tộc ức vạn chúng sinh. Ngươi tốt nhất đừng nói nhiều lời nói, bởi vì ta không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, dù là nhắc nhở của ngươi là thiện ý, ta cũng có ta phán đoán của mình. Hừ, tự đại gia hỏa. Nữ hoàng lại lấy ra cao lãnh phong phạm hung hăng nhã rảnh từ dương một đợt nhưng nàng tiếp xuống không thể không vì từ dương ngoài thân bắn ra của lực lượng này cảm thấy chấn kinh. Vô cùng kinh khủng linh lực tụ tập, từ từ dương hướng trên đỉnh đầu cứ như vậy khó mà tin nổi trình diễn. Hắn giống như là một vòng liệt dương, có thể dùng tự mình một người tia sáng, xua tan toàn bộ vạn ma vực sâu hắc ám. Ông trời ơi! Nhân tộc kia, hắn lại có như thế kinh thiên chi năng. Từ dương động tác triển khai về sau, ngoài thân 13 cái đỉnh tim ma tộc toàn bộ mắt trợn tròn, có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt sẽ là ngươi thật. Ta cứ nói đi, tiểu tử này khó đối phó, nhanh thành trận, đừng để hắn chạy. Ầm ầm. Diên Đa không dám thất lễ, lập tức giơ lên hai tay, làm toàn bộ đoàn đội tuyệt đối người dẫn lĩnh hắn, bởi vì lo lắng Từ Dương sẽ còn làm ra cái gì kinh người cử động, không thể không sớm bắt đầu ngưng tụ thiên ma tường. Nhưng mà chính như Từ Dương lời nói, làm những người này quyết định xuống tay với mình thời điểm, liền phải làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị. 13 người, đến cùng giết cái kia thích hợp hơn đâu. Đây là một lựa chọn. Nữ nhân, cho ngươi một cái biểu hiện mình cơ hội. Từ dương rõ ràng là tại dùng ngã ngớn ngoạn vị giọng điệu treo đùa sau lưng e ra nữ hoàng, cái này khiến nữ hoàng đại nhân 10 phần im lặng. Chẳng qua vì an toàn của mình suy xét, nữ hoàng e ra quét một vòng, rốt cục vẫn là cho ra đáp án. Liền nhìn con kia chuột chết không vừa mắt, cạo chết nó từ dương khóe miệng dương nhẹ, đem ánh mắt khóa chặt tại chuột trên thân. ầm ầm Khi thối chuột đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ ra một đạo kim sắc lôi quang, cái này đạo lôi diễm, phản phất dẫn dắt từ dương đỉnh đầu toàn bộ linh lực. Thật có lỗi, ngươi muốn sớm bị loại, thối chuột. Trăng rắc. Trong khoảnh khắc, một đạo chấn thế kinh lôi ầm vang nổ vang, vừa mới còn tại không chút kiên kỵ chuột, vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt, liền bị từ dương chém thành bột miệng. Thử vương. Không. Cái này sao có thể? Khi chuột chết thế nhưng là thân thể bằng sắt, thế mà bị tiểu tử này một đạo lôi liền cho đánh chết rồi. Đây không có khả năng. Chương 136, Vạn Ma Uyên. Không có gì không có khả năng. Từ dương lòng bàn chân huyển hóa ra một đạo bích vần sáng màu xanh lam, đem mình cùng sau lưng e ra hai người bao phủ trong đó, đồng thời đối trước mặt 12 cái đỉnh tim ma tộc nhạo bán. Khi chuột chết vô trương quá mức, bại lộ độc của mình thuộc tính ma nguyên. Tu sĩ nhân tộc giảng cứu thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc đạo lý, ta chỉ cần điều động lên khắc chế nó bản nguyên thuộc tính lực lượng tập trung đã kích, phòng ngự của nó năng lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Cái này, chính là nó rời đi thế giới này nguyên nhân. Trang B, thật sẽ gặp xét đánh nha. Sau lưng e ra nghe được từ dương lần này trào phúng, lại nhịn không được phốc phốc nở nụ cười. Nữ hoàng cười một tiếng, Quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, tuy là phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, cũng lại khó tìm ra mấy cái có thế tại nhan giá trị phương diện cùng nàng chống lại nữ nhân. Sư Dưới chân hào quang màu xanh lam cường thịnh đến cực hạn về sau, một cổ lệ quang phóng lên tận trời, từ dương cùng e ra cứ như vậy ngay trước các đạt ngươi mười mấy người trước mặt, khó mà tin nổi biến mất bóng dáng. Không gian hệ công pháp Cái này nhân tộc tu sĩ, đến cùng là lai lịch gì, lại có được thâm hậu như thế nội tình. Dinh dường như còn có chút không có kịp phản ứng tương lai, bên người ảnh chi thứ khách lạnh lùng nói, đừng tại đây ngẩn người. Nhanh truy. Ngươi là ngốc sao cái bóng, đừng quên, nam nhân kia đồng bạn còn tại trên tay của chúng ta, trở về đối với hắn nghiêm hình tra tấn một phen, ta liền không tin hỏi không ra mấy cái kia nữ nhân hạ lạc. Hắc hắc hắc, có đạo lý, rút lui trước. Sưu sưu sưu. Dinh Đa đoàn đội lần lượt biến mất tại vạn ma sào. Lúc này Từ Dương cũng không rõ ràng, Dinda đoàn đội trong miệng con tin, chính là ưng miệng, cũng chính là bây giờ Linh Hàng tự chủ trì tuệ tâm. Nắm hoa trong màn sương cho Từ Dương thi huyễn tượng, Từ Dương bởi vì không có sớm đề phòng, bị Dinda bọn hắn chui chỗ trống. Cùng ở tại kia trong lúc đó, ảnh chi thứ khách mang theo cá sấu cùng chuột ẩn vào phía sau núi. Khi chuột chết sương độc ngâm dưới, bạch liên tuyết tam nữ thần hoàn toàn mất đi tri giác ngất đi tuệ tâm bởi vì trong cơ thể có thiên mây thần tăng xá lợi miễn dịch độc tố phát tác nhưng bằng hắn điểm kia thực lực căn bản không thể nào là ảnh chi thứ khách mấy đại ma tộc cường giả đối thủ dưới tình thế cấp bách thi triển linh hàng tự vô thượng công pháp đem tam nữ thần chuyển dời đến cái khác không thể biết chi địa mình thì thuận lý thành chương biến thành tù nhân tại không có moi ra phật tâm cùng kiếm tâm hạ lạc trước đó ưng miệng con hàng này tự nhiên không có nguy hiểm tính mạng nhưng vì từ dương đoàn đội những người này hắn là nhất định phải ăn chút đau khổ. Ưng miệng vốn là cái trọng tình nghĩa người, tăng thêm trước đó giải cứu mình sư tôn cũng là từ dương đoàn đội xuất lực, lần này tạm thời coi là còn từ dương một món nợ ân tình của bọn họ. Lúc này từ dương, cùng ba tộc nữ hoàng e ra trống rỗng xuất hiện tại một chỗ hoang vắng trong rừng rậm. Nơi này đừng nói là từ dương, liền e ra cũng là lần đầu tiên tới. Ngươi tại sao phải cứu ta? Nữ hoàng e ra rơi xuống đất, Câu nói đầu tiên chính là như thế, như của bộ kia cao cao tại thượng lãnh khốc bộ dáng. Bởi vì ngươi là địch nhân của ta, ta đối thủ, muốn chết, cũng chỉ có thể chết trong tay ta. Người bên ngoài, không có tư cách này. Nữ hoàng hừ cười, ta dù không rõ lắm các người tu sĩ nhân tộc công pháp xáo lộ, nhưng ít ra cũng minh bạch, ngươi hẳn là một cái cái gọi là luyện khí cảnh tu sĩ, mặc dù ngươi thể hiện ra sức chiến đấu rất kinh người, nhưng ta cũng đoán ra, ngươi tại nhân tộc hệ thống thế giới bên trong cũng không phải là cái gì thượng vị giả như vậy tại bản hoàng trước mặt tốt nhất đừng có cao như vậy dáng vẻ từ dương cười chẳng những không có mảy may thu liễm ngược lại trực tiếp cho e ra đến cái cây đông ngươi ngươi muốn làm gì từ dương giả bộ đối e ra nháy mắt ra hiệu làm gì ngươi đoán ta muốn làm gì e ra có chút sợ ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ nhưng càng nhiều giống như lại là một bộ e lệ bộ dáng. Đi ra. Tiểu nữ nhân đặc thù hờn dỗi, để từ dương cũng là vì đó tâm thần giật mình. Không thể không nói, chỉ bằng nữ nhân này dung mạo bộ dáng, trên đời này đoán chừng thật không có có bao nhiêu người có thể làm được lòng yên tĩnh như nước. Hai người cách gần như thế, thậm chí cảm thụ được đối phương hô hấp tiết tấu, bầu không khí lập tức trở nên phá lệ quỷ dị. Trống. Đúng lúc này, một đầu mười phần không biết điều ma hổ vương phát ra gầm lên giận dữ từ chỗ rừng sâu nhảy chui ra rất không hữu hảo nhìn chằm chằm từ dương hai người ma tộc nữ hoàng thế mà cùng nhân tộc làm đến cùng một chỗ a à, thật sự là tự cam đọa lạc là... m ngươi nói người nào từ dương cùng e ra trăm miệng một lời nói ra đều là nhịn không được sững sờ nhìn về phía đối phương là thật có chút dở khóc dở cười hừ còn rất ăn ý đây chính là nhân loại các ngươi nói tới tâm hữu linh tê. Vẫn là cái gì bị giật song phi? Mảnh hổ một trận dùng linh tinh thành ngữ, gọi từ dương đại lão da mặt co lại, xin nhờ, không có học qua tiếng người liền không muốn đi ra mất mặt. Ngươi đối với chúng ta nhân tộc cảm thấy hứng thú như vậy, vậy ta hiện tại liền đưa ngươi đi đầu thai, kiếp sau nhất định nhớ làm người. Từ dương đằng không mà lên, tài năng tất lộ, giữa ngón tay kiếm mang bừa bãi tàn phá, thẳng đến cái này mảnh hổ vương đầu lâu tránh xấu hổ duy nhất phương thức, chính là chiến đấu. Trống Con hổ kia dường như căn bản không nghĩ tới từ dương là cái cường đại như thế gia hỏa, luyện khí cảnh giá vu, không biết giúp từ dương mê hoặc qua bao nhiêu đối thủ, thằng ngu này lão hổ không hề nghi ngờ, tự nhiên thành lại một cái từ dương thủ hạ vong hồn. Phốt Một kiếm ra, ma hổ vương đầu lâu bị xuyên thủng, bên trong một đoàn màu tím đen ma nguyên tinh thể xuất hiện tại lòng bàn tay. Thứ này, ngươi cần dùng đến. Từ dương vốn là mang theo thăm dò tính giọng điệu hỏi thăm, không nghĩ cái này e ra một điểm không thách khí, vung tay lên, trực tiếp đem cái này một đoàn mảnh hổ vương ma nguyên nuốt vào trong cơ thể của mình. Cường đại ma nguyên tại nữ hoàng trong thân thể cấp tốc bị luyện hóa, đặc biệt là tim vị trí, một cổ yêu dị hào quang màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Từ dương cảm thụ được, đoàn kia hỏa diễm, không riêng mang ý nghĩa e ra sinh mệnh bản nguyên chỗ, càng dựng dục khó có thể tưởng tượng cực hạn lực lượng. Nói cách khác, nguyên nhân chính là đoàn kia ánh sáng tím tồn tại, Era mới có thể bị ma tộc tức vạn chúng sinh tôn làm hoàng. Một lát sau, Era chậm rãi mở mắt ra, thương thế cũng coi như tốt hơn hơn nữa, tối thiểu hành động lực cùng cơ bản năng lực chiến đấu đều hoàn toàn khôi phục. Tính ngươi tiểu tử thức thời, biết dùng cái này sủng lão hổ nguyên giúp ta chữa trị thương thế. Từ Dương phốc phốc cười nói, ngươi thật là biết tìm cho mình bậc thang ta cũng không minh bạch, ngươi một mặt la hét che chở mình ma tộc thần dân, một mặt không chút do dự nuốt cái này ma hổ nguyên, như thế hư giả giữ gìn vinh quang của mình thật được không? Nữ hoàng trợn nhìn từ dương một chút, ngươi biết cái gì, ta tuy bị tôn làm ma hoàng, nhưng cũng không phải toàn bộ đại lục tất cả ma tộc đều nghe lệnh của chỉ thị của ta, chỉ là tại vạn ma uyên cái này một chủ muốn ma tộc lãnh địa có tuyệt đối thống trị địa vị thôi. Chương 137, Cự nhân đa mổ từ dương mang theo trào phúng biểu lộ cười cười, suy nghĩ cả nửa ngày, ngươi cái này nữ hoàng cũng chính là cái tự phong thổ địa gia, cũng không có cái gì ghê gớm. E xem thường, lời này của ngươi mặc dù cậu thả chút rất không xuôi tai, nhưng trên bản chất cũng không có nói sai, chẳng qua có một vật, toàn bộ đại lục tất cả ma tộc bên trong, bản nữ hoàng thế nhưng là phần độc nhất. E ra nói, đột nhiên một chỉ ngực của mình, cái kia đạo thông thấu hào quang màu tím lại một lần nữa phát ra tia chất. Từ dương thu liễn trò đồ bộ dáng rất chân thành nhìn về phía e ra, nếu như ta không có đoán sai, đây chính là ma tâm, cũng chính là ngươi bị dinh đa những tên kia phản loạn nguyên nhân căn bản. Không sai, ngươi gia hỏa này đầu óc vẫn là rất linh quan. Ta ma tâm, thế nhưng là toàn bộ ma tộc bên trong độc nhất vô nhị tồn tại. Cái khác lĩnh vực ma tộc vương giả, bọn hắn ma tâm, đều chỉ là mình mệnh nguyên nơi dự trữ, vẻn vẹn chỉ là một cái trọng yếu khí quan thôi. Mà ta ma tâm bên trong, lại ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng. Era giải thích càng thông thấu, Từ Dương liền càng cảm thấy mình hướng cái kia suy đoán phương hướng thêm gần một bước. Vậy ngươi ma tâm là trời sinh liền có, vẫn là. Era lộ ra vẻ chần chờ, xem ở ngươi cứu mức của ta, bản hoàng liền nhiều nói cho ngươi vài câu. Kỳ thật ta ma tâm cũng không phải là trời sinh liền tồn tại, mà là tại ta cực ấu niên thời điểm bên trên một đạo ma vương trao tặng. Tại ta khi còn nhỏ cùng diên cùng cái khác 10 cái ma tộc bên trong mạnh nhất còn nhỏ cùng một chỗ, được đưa tới ma tộc thánh địa yên tĩnh chi uyên. Ở nơi đó, chúng ta trông thấy thượng của phượng hoàng nhất tộc bên trong một cái đỉnh cấp cường giả, là nó, đem viên này ma tâm ban ân cho ma vương, gọi hắn chọn định tương lai có thể kế thừa ma tộc thiên tuyển chi tử, đến kế thừa viên này ma tâm. Trải qua 7 ngày 7 đêm loạn chiến, cái khác tất cả thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất ma tộc chiến sĩ toàn bộ ngã xuống, đồng dạng cũng là vì để cho bí mật này vĩnh viễn phong tồn chỉ còn lại ta cùng dinh đa hai người sống đến cuối cùng cũng muốn triển khai một trận quyết đấu đỉnh cao từ dương mặt mày vẫy một cái sau đó thì sao ngươi thắng rồi ngươi không có giết hắn không giữa chúng ta cuộc tỷ thí này cũng không có chân chính triển khai bởi vì ma vương trực tiếp đem ma tâm giao phó ta từ dương một mặt cùng mồ hôi chẳng lẽ các người ma vương cũng là nhan khống nghĩ gì thế ma vương đợi ta như cha thân quan trọng hơn chính là Zinda là ma vương con ruột từ dương thì ra là thế khó trách cái kia Zinda kiêu ngạo như vậy mà lại thực lực rất cường đại hiện tại xem ra hắn dường như sau ngươi càng thêm thích hợp kế thừa ma hoàng vị trí e ra bất đắc dĩ gian tay ra đây cũng chính là bối rối ta nhiều năm một cái nghi vấn ta đến bây giờ đều không rõ ma vương vì sao làm ra dạng này một lựa chọn từ đó trở đi Dinh Đa liền cùng ma vương bất hòa, rời đi vạn ma sào tự lập môn hộ, thỉnh thoảng đối với chúng ta phát động ma tộc nội chiến. Từ dương than nhẹ một tiếng, nói như vậy, ngươi cái này ma tộc nữ hoàng cũng không phải tốt như vậy làm a à, đúng, ta nhìn ngươi thụ thương, hẳn là cũng là các đạt ngươi làm. Nữ hoàng ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, nhìn về phía từ dương trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Nói, e ra lật tay lại, Vết xương chi nộ lần nữa tới tay nhưng mà lần này từ dương rõ ràng nhìn ra được cái này ma tộc thần khí cũng không tiếp tục là vô cùng thuần túy mà thông thấu màu băng lam mà là biến thành đỏ lam giao nhau nhan sắc phía trên kia vết máu phản phất bị động lại tại thần khí ở trong ông trời ơi phía trên này phong ấn sẽ không phải là máu của ta a à? ngươi đoán đúng chuẩn xác mà nói là ngươi phong ấn ta vết xương chi nộ thần khí để trong cơ thể ta sinh ra dị loại linh nguyên không có cách nào để ta tự thân ma diễm thiêu đốt đến cực hạn, lực chiến đấu của ta nhận cực lớn hạn chế. Từ dương bất đắc dĩ biểu môi, tuy nói gia hỏa này tu vi dùng khủng bố để hình dung, nhưng sống 10 vạn năm, hắn thật là lần đầu tiên cùng ma tộc sâu như thế liên hệ, trước đó cho tới bây giờ đều là đứng xa mà nhìn, căn bản không nghĩ tới cái này thần khí như thế đặc thù. Vết xương chi nộ bên trong, phong ấn ta bản mệnh chân ma máu, bởi vì lo lắng cho ta một ngày nào đó, ma tâm bị người cướp đi, như thế ta liền sẽ mất đi sinh mệnh liền cơ hội phản kháng đều không có chuyển di bản bệnh chân huyết tiến vào thần khí bên trong ta liền ngang ngửa với che giấu nhược điểm trí mạng ngươi ngược lại tốt trực tiếp đem máu của mình tan đi vào còn phải lão nương chịu nhiều đau khổ Từ dương làm ra suy nghĩ trạng thật có lỗi đây là ta khuyết điểm ta có nghĩa vụ giúp ngươi giải trừ cái phiền toái này nói đi cần ta như thế nào làm e ra đột nhiên sắc mặt đỏ bừng dường như bị hỏi khó mà mở miệng chủ đề, cả người nhất thời trở nên phá lệ không được tự nhiên, thậm chí không dám đối mặt từ dương ánh mắt. Ông trời của ta, chẳng lẽ là... Im ngay. E ra nổi giận chi cực, cuối cùng là gọi từ dương ngậm miệng, không nói ra cái kia có thể làm cho nàng xấu hổ chết chữ. Ta vì ma tộc chi hoàng giả, há có thể cùng ngươi một cái hèn mọn nhân tộc. Từ dương cười, ta nói, ngươi cũng đừng quá tự mình đa tình, mặc dù ngươi dáng dấp còn không tệ, nhưng ta từ dương cũng không phải người tùy tiện như vậy, coi như ngươi cầu ta, ta. ầm ầm Hai người chính đấu võ mồm công phu, chỗ rừng sâu một trận vô cùng cường hoành tiếng nổ anh chấn khai tới. Theo sát lấy, cái này phương mặt đất tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu băng phong. Màu băng lam cực hàng chi lực, gần như đang muốn đem toàn bộ rừng cây toàn bộ phong bế. Hỏng bét. Ngươi cái này truyền tống vị trí thật làm cho người ta không nói được lời nào, nơi này đúng là ma tộc Ngũ Đại lĩnh vực cấm kỵ một trong sông băng thần điện, cũng là toàn bộ đạo châu khu vực nguy hiểm nhất một trong. Nữ hoàng mặt lộ vẻ kinh hải, vội vàng nắm lên từ dương cánh tay hướng về sau bỗng nhiên rời khỏi vài trăm mét, thoát đi nguy hiểm nhất khu vực hạch tâm. Ha ha ha, hóa ra là vạn ma sào nữ hoàng giá lâm, thân là sông băng thần điện hộ pháp một trong, ta nhất định phải tự mình nên đón mới lộ ra thể diện. Quanh Oanh! Oanh! Tiếng bước chân nặng nề mỗi bước ra một bước, đều xen lẫn núi lở đất nứt một loại kinh người rung động lực. Cái này to con đáng sợ như thế hình dáng, thân cao chừng 5 mét, toàn thân đều là màu băng lam thuộc tính ma diễm nấn ná, trong tay cái kia thanh màu xanh đen cự phủ hình như có khai sơn lực lượng, nhìn qua là thật là lực rung động 10 phần. Các hạ hẳn là sông băng thần điện băng sương hộ pháp đa mổ A. Danh chấn ma ba tộc băng sương hộ pháp, hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân nữ hoàng không gặp nửa phần vẻ sợ hãi, nhưng lại đối cái này to con duy trì đối ma tộc tiền bối đặc hữu tôn trọng. Ma tộc một mạch ngũ đại cấm địa, tục truyền mỗi một chỗ đều ở bất thế ra thượng cổ ma tôn, từng cái có được cái thế sức mạnh, thống ngự các phương ma tộc ma vương nhóm, tùy tiện cũng không dám hướng ma tộc cấm địa tới gần, nếu không cho dù là ma tộc đồng loại. Trong cấm địa tổ quái nhóm cũng sẽ không có mảy may lưu tình. Nhưng hôm nay, hết lần này tới lần khác từ dương cước lực này quá mạnh, không để ý trực tiếp đem mình hai người truyền tống đến như thế cái địa phương quỷ quái, quả nhiên là muốn đi ra ngoài cũng khó khăn. Chương 138, Sông Băng Cấm Địa Nếu là cái khách người trong ma tộc tự tiện xông vào cấm địa, liền cùng ta đối thoại tư cách đều không có, liền sẽ bị xóa bỏ. Nhưng e ra nữ hoàng không giống, đã là ngài giá lâm, cần thiết đi trong cấm địa ương ngồi một chút. E ra sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt bên trong khó được toát ra một tia lo lắng. Không hề nghi ngờ, trong cấm địa ma tộc xưa nay sẽ không cùng ai giảng đạo lý, bây giờ như vậy khách sáo, chính là bởi vì bọn hắn đối e ra trên người ma tâm lên tham niệm. Hừ, lại một cái đánh ma tâm chủ ý gia hỏa. Từ dương lẩm bẩm một tiếng, không nói hai lời lập tức liền nắm lên e ra, dưới chân kia quen thuộc hào quang màu tím lần nữa hiển hiện. Thật có lỗi, chúng ta không có tới chỗ này làm khách nhàn tình nhã trí, hảo ý chúng ta tâm lĩnh, cáo từ. Từ Dương cười rất thông dong, sao liệu cái này màu băng lam to lớn thân thể dường như một điểm không hoảng hốt, phát ra một trận nặng nề nghe răng cười âm thanh. Cấm địa ma tộc, chưa từng sẽ tuân theo người ngoài chế định quy tắc, đã đến chỗ này, các người liền đã không có làm lựa chọn cơ hội. Vô luận là chết, vẫn là sinh. Răng rắc. Không hề có điềm báo trước ở giữa, một cổ gần như hoàn toàn thuấn phát ra tới băng phong lực lượng xuất hiện tại từ dương cùng e ra dưới chân, nháy mắt vỡ nát từ dương ngưng tụ ra không gian trận pháp truyền tống, bỏ đi hai người muốn bỏ chạy khả năng. Ê ra nữ hoàng, ngươi là cao quý ma tộc lãnh tụ, truyền thế ma tâm người sở hữu, nên là cao quý nhất ma tộc, vì sao muốn phụ thuộc vào chỉ là một cái nhân tộc luyện khí cảnh sâu kiến. Thật làm cho người khó có thể lý giải được. Màu băng lam cự hán đa mổ kinh miệt cười nói, từng bước một hướng phía từ dương hai người trước mặt bước vào. A, à, ngươi muốn biết nguyên nhân vậy ta liền thỏa mãn ngươi cái này lòng hiếu kỳ. Từ dương quả nhiên là một điểm mặt không cho gia hỏa này lưu, đưa tay ở giữa một cổ vô cùng cường đại kiếm khí sóng lớn gào thét mà ra. ầm ầm Khủng bố vô song tuyệt diệt kiếm uy, nháy mắt đem cái này to con thân xác xuyên thủng ra mấy cái lỗ thủng đến. Phải biết, từ dương căn bản ngay cả mình một cái thực thể kiếm đều không có phân phối, thuần túy là bằng vào không gì sánh được chí cường kiếm cảnh, ngưng tụ ra kiếm khí tức mang tiến công, liền đã có được như vậy uy lực khá lắm chỉ là luyện khí cảnh nhân tộc sâu kiến vậy mà tu luyện ra kiếm đạo cảnh giới đỉnh cao không thể tưởng tượng nổi từ dương cười lạnh loại này lấy lòng lời nói ta nghe nhiều lắm nếu như ngươi thật chịu phục liền quỳ xuống đến hôn một tiếng da da bằng không nhắm lại cái miệng thúi của ngươi ngoan ngoãn đứng ở chỗ này bị đánh tay ra lại đều bị từ dương những lời này chọc cười chỉ thấy từ dương đột nhiên độn không mà lên nhất phi trùng thiên vĩ ngạn hình dáng chung quanh cấp tốc ngưng tụ ra rất nhiều thuần túy linh lực bản nguyên, hội tụ ra vô cùng vô tận lưỡi kiếm phong mang. Giết! Yes. Kinh khủng mưa kiếm trút xuống, trước đó chỉ có mấy kiếm, lần này lại huyển hóa ra hàng trăm hàng ngàn đạo vết kiếm áp chế đối thủ. Màu băng lam cự hán đa mổ hai lưỡi búa đưa ngang trước người, nhưng mà từ dương kiếm đạo đỉnh phong cũng không phải ăn chay, coi như đối phương thân xác lại thế nào cường hãn cũng có thể đột phá đối phương phòng hộ hệ thống, đối với hắn tạo thành thân xác trọng thương. Nhân tộc người tu luyện bên trong, không thiếu một chút thiên phú cao tuyệt người, động một tí liền có thể dẫn động giữa thiên địa lực lượng, coi là thật có hủy thiên diệt địa thần kỳ uy lực, tiểu tử này nếu như thật có thể đứng tại ta bên này, có lẽ. E là thật bị lúc này từ dương hiển lộ rõ ràng ra cái thế thủ đoạn làm chấn kinh. Nàng trước đó căn bản cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn cùng từ dương phát sinh chút gì, nhưng bây giờ, nhân tộc đặc hữu tiềm năng để e ra nhìn thấy càng nhiều khả năng ầm ầm vô tận kiếm quan lần lượt xuyên thủng đa mổ thân thể cuối cùng là đem gia hỏa này triệt để đánh to lớn hình dáng ầm vang đổ xuống đa mổ trong miệng còn ở đây lẩm bẩm mắng nhưng hắn dường như tuyệt không bởi vậy lọc vào một kích trí mạng hắn kia thủng trăm ngàn lỗ tràn đầy vết kiếm thân xác tại dưới chân băng hàng lực lượng lấp đầy hạ tấp tốc hoàn thành tu bổ ông trời ơi cái này cũng có thể từ dương một mặt mộng bê nhìn về phía e ra tìm kiếm đáp án đây chính là chúng ta ma tộc thiên tính, đa mổ có được tuyệt đối thuộc tính băng hàng thể chất, ở loại địa phương này tác chiến, hắn cơ hồ là bất tử, bởi vì sông băng thần điện mênh mông khu vực bản thân, chính là xây dựng ở một khối to lớn ma tinh phía trên, đơn giản đến nói. Chúng ta dưới chân mỗi một tấc mặt băng, đều có thể vì hắn cung cấp cường đại sinh mệnh lực. ERA giải độc để từ dương có chút im lặng, ngược lại là cấp tốc chữa trị xong thân xác một lần nữa đứng lên đa mổ lộ ra càng thêm cuồng vọng nụ cười thế nào? Nhân tộc sâu kiến, để ngươi thất vọng đi. Ta không thể không thừa nhận ngươi vẫn là thật sự có tài, đáng tiếc, tại cấm kỵ ma tộc lĩnh vực, ngươi chỉ có bị nghiền ép tư cách. Từ dương miễn cười, ta xem ra đến, trang bê thật có thể khiến cho ngươi vui vẻ. Đáng tiếc, ở trước mặt ta, ngươi không nên có bất kỳ cảm giác ưu việt, như thế sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Ầm ầm. Trong chốc lát, từ dương đỉnh đầu kia một đám linh lực bản nguyên, tại từ dương điều khiển phát xuống sinh cực lớn trình độ thay đổi, từ nguyên bản không linh thuần túy thông thấu hình, cấp tốc biến thành thổi phòng có thể luyện hóa thế gian hết thảy cực nóng hỏa diễm. Cái gì? Hắn, hắn lại có thể khống chế thuộc tính khác nhau linh lực bản nguyên. Cái này. Lần này đến phiên đa mổ ngây ngốc, hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới, mình trước mặt nhân tộc cường giả này không ngờ cường đại đến tình cảnh như vậy. M, ngươi thật là một cái luyện khí cảnh tu sĩ quỷ biết ngươi làm sao cường đại như vậy. Từ dương lạnh lùng trợn nhìn đa mổ một chút, ta vừa đã nói qua, quỳ xuống hô một tiếng da, buông xuống ngươi cao ngạo dáng vẻ, hết thảy đều còn có thương lượng. Đi chết đi. Kình thiên đại phủ bị đa mổ bỗng nhiên quăng về phía từ dương, chính là vì chế tài hắn cao ngạo. Nhưng mà từ dương cách làm, lại là để đa mổ mở rộng tầm mắt. Hắn đúng là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, Sinh sôi dùng hai đầu ngón tay đón lấy cái này cao hơn 2 mét mang theo vạn quân lực lượng bay tới cự đại phủ đầu. Ông trời ơi! Hắn quả thực là cái kỳ tích. e ra bắt đầu không hiểu hưng phấn lên. Từ ban sơ tràn ngập địch ý dằn co, đến bị gia hỏa này nguy nan thời điểm xuất thủ cứu giúp, bắt đầu sinh ra một chút cảm kích, đến hắn mở ra thần uy đại chiến cấm kỵ ma tộc lúc sinh lòng một chút hảo cảm, toàn bộ quá trình cũng không có tiếp tục quá lâu. Era ra cũng không rõ ràng. Vì sao cái này nhân tộc cùng cái khác trong mắt mình những cái kia nhỏ bé tu sĩ nhân tộc hoàn toàn khác biệt? Thân thể của hắn bên trong, phản phất ẩn chứa giữa thiên địa nhất lực lượng thần bí mà cường đại. Thần kỳ một màn còn tại trình diễn. Từ dương hai ngón gắt cao chế trụ cái này to lớn rìu, dùng đỉnh đầu của mình cực nóng hỏa diễm đem cự phủ hòa tan mất. Vô cùng cường hãn cực nóng hỏa diễm, lại có được luyện hóa ma nguyên hiệu quả, dạng này hỏa diễm, đa mổ cùng e ra đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta hôm nay, thật là mở rộng tầm mắt, nhân loại, ta phải thừa nhận sự cường đại của ngươi. Không. Từ dương cười nhẹ lắc đầu, như thế vẫn chưa đủ. Ta nói qua, muốn ngươi quỳ xuống, hôn một tiếng da, đây là ngươi duy nhất cứu rỗi phương thức của mình. Chương 139, Mượn Kiếm Ngươi nằm mơ. Đa mổ lọc vào từ dương nhục nhã mười phần khó chịu, dưới cơn thịnh nộ dẫn theo một thanh khác triều vọt lên thân đến, muốn trễ lực lượng toàn thân đem từ dương trực tiếp chém nát. Chẳng qua sự thật chứng minh hắn thật suy nghĩ nhiều. Quanh thân bị kia cường đại linh nguyên chi hỏa vây quanh từ dương, căn bản không phải trước mắt đa mổ có thể cận thân, cái này hỏa diễm năng lượng đã vượt qua đa mổ nhận biết cực hạn. Chỉ vì từ dương luyện khí một cảnh tu luyện trình độ siêu việt trên đời tất cả mọi người, có thể điều khiển giữa thiên địa thuần túy nhất linh khí, càng có thể điều khiển tất cả thuộc tính linh lực bản nguyên, cái này quyết định bất luận kẻ nào tại từ dương trước mặt chơi thuộc tính. Đều là tự mình chuốt lấy cực khổ. Hỏa thuộc tính bản thân liền là đối băng thuộc tính tương sinh tương khắc đối lập tồn tại, giữa hai người va chạm, so chính là phương kia điều khiển linh lực bản nguyên càng thêm thuần túy, đa mổ cái này một búa bổ xuống, rốt cục để hắn ý thức được mình cùng người trước mặt này so sánh. Đến cùng đến cỡ nào non nớt. Nghiệp hỏa tai ương chỉ thấy từ dương lợi dụng tự thân cường đại linh hồn điều khiển lực ngay lập tức khóa chặt đa mổ khí tức ngoài thân lửa cháy hừng hực thiêu đốt đột nhiên giống như là đã có sinh mệnh truy đánh út về phía đa mổ cấp tốc xâm chiếm bản thể của nó bắt đầu điên cuồng thiêu đốt không đa mổ rốt cục ý thức được chọc giận từ dương đến cùng là như thế nào một loại hậu quả hắn hiện tại đã liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội đều không có hiện tại nói cho ta cảm giác như thế nào từ dương phát ra hỏi thăm, mang theo thượng vị giả đặc hữu ung dung dáng vẻ nhìn xuống con mồi này. Đại thần, cầu ngươi tha ta một mạng đi, là ta có mắt không biết Thái Sơn, đều là lỗi của ta, ta còn không muốn chết. Đa mổ thật biết sợ. Làm cấm kỵ ma tộc hộ pháp một trong, hắn quá nhiều năm không có gặp được có thể uy hế bờ đối thủ của mình, huống chi còn là trong mắt hắn cực kỳ yếu đuối tu sĩ nhân tộc. Quỳ xuống. Đây là ta một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi, cầu người cũng phải có cầu người thái độ. Từ dương căn bản không nóng nảy, hắn có nhiều thời gian. Tại dinh đa nhóm người kia không có tìm được mình cùng e ra trước đó, tuệ tâm là không có bất kỳ nguy hiểm nào. ầm ầm. Đa mổ rốt cục bất đắc dĩ quỳ xuống, hô lên một cái vô cùng vang dội gia chữ, thanh âm chi to, nghe từ dương sau lưng e ra lại đều nhịn không được bật cười. Từ dương từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, đã quyết định cho hắn cơ hội, mà hắn lại hiểu được trân quý, tạm thời tha hắn một lần cũng không muộn. Bởi vì chỉ là một cái hộ pháp, tại từ dương xem ra căn bản không phải cái gì bốt cấp tuyển thủ. Ngươi thật giống như chỉ cầu ta một người, ngươi tôn quý e ra nữ hoàng đại nhân, ngươi không có ý định tạ ơn nàng sao. Ta nhưng thật ra là xem ở trên mặt của nàng, mới bỏ qua ngươi. Từ dương tiếp tục trêu chọc đa mổ, quả nhiên, đã sớm bị hút bể mật đa mổ chỗ nào còn có tâm tư suy nghĩ cái khác vội vàng ngay ngắn thẳng thắn đối với e ra đập cái đầu, lúc này mới tính nhặt về một cái mạng. Đi. Không muốn làm khó hắn, chẳng qua chỉ là sông băng cấm địa một cái hộ pháp mà thôi. Ta nghe nói, các người sông băng thần điện thế hệ thờ phụng một kiện ma tộc thần khí, gọi là Vĩnh Hằng Chi Kiếm. Chỉ là tại đại lục lưu truyền trên vạn năm, cũng chưa người nào gặp qua thanh kiếm kia bộ mặt thật, nhưng có việc này. Đa mổ không dám nói láo, nhẹ gật đầu giải thích nói, đúng là như thế không dối gạt nữ hoàng đại nhân sông băng thần điện chỗ khối này to lớn ma tinh kỳ thật chính là dùng để phong ấn vĩnh hằng chi kiếm toàn bộ lĩnh vực cấm kỵ đều bởi vì thanh kiếm này mà tồn tại e ra càng thêm trở nên cảm thấy hứng thú rất tốt mang chúng ta đi gặp biết một cái đi nữ hoàng đại nhân thanh kiếm này ngủ say tại ma tinh hạch tâm cũng chính là sông băng thần điện chỗ sâu nhất thần điện chúa tể ngay tại ngủ say một khi quấy nhiễu chỉ sợ không đợi e ra mở miệng từ Dương khẽ cười nói, ngươi một mực dẫn đường, nếu như các người cái kia chúa tể thật thức tỉnh, ta bảo đảm ngươi không bị làm sao. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, hết thảy hậu quả chính ngươi gánh chịu. Đa mổ nuốt ngụm nước bọt, không nói hai lời quay đầu liền bắt đầu dẫn đường, hắn là thật không nghĩ lại trải qua một lần luyện ngục chi hỏa đốt thân đau khổ. Trên đường đi, Từ Dương cùng E ra xem như đem cái này ma tộc cấm địa một trong sông băng thần điện nhìn cái thông thấu quả thật như là nghe đồn lời nói, nơi này toàn bộ chính là một cái cực lớn ma tinh. Có thể lấy như thế lớn một khối ma tinh làm phong ấn thần khí, tuyệt đối không tầm thường. Ta nói, ngươi chỉ sợ không chỉ là muốn nhìn một chút thanh thần kiếm kia đơn giản như vậy a? À. Từ Dương giống như cười mà không phải cười nhìn về phía E Ra hỏi thăm. Bây giờ ta bản nguyên bị huyết mạch của ngươi lực lượng quấy nhiễu, chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục. Trong thời gian này cùng đa đoàn đội tác chiến không có phần thắng chút nào nếu như có thế mượn nhờ kia vĩnh hằng chi kiếm lực lượng. Có thể có thế đối với chúng ta đối phó Jinda có trợ giúp rất lớn. E ra cho ra giải thích như vậy, từ dương quả nhiên là bất lực phản bác. Nói trở lại, ngươi kiếm thuật như thế siêu nhiên, vì sao không có một cái thuộc về bội kiếm của mình? E ra cái này hỏi một chút thuần túy là ra ngoài hiếu kỳ. Rất đơn giản, ta đối kiếm đạo không có hứng thú gì, hoặc là nói, ta đối bất luận một loại nào lực lượng đều không có hứng thú, tiếc núi là ta hết lần này tới lần khác có thể điều khiển bọn chúng toàn bộ gọi trong thiên địa tất cả lực lượng làm việc cho ta e ra cả kinh nói cũng bao quát ma nguyên từ dương cười khẽ gật đầu nếu như có tướng xứng đôi công pháp tiến hành tu luyện ta hẳn là cũng có thể điều khiển e đều nói tu sĩ nhân tộc thiên phú kinh người trước kia ta thật không tin chỉ coi bọn họ là sâu kiến nhưng hôm nay ta nhất định phải đổi mới nhân tộc có được chúa tể đại lục vận mệnh năng lực, cũng không phải là bởi vì bọn hắn nhiều người, mà là bởi vì thiên phú. Sông băng thần điện trọng yếu nhất là một tòa cự đại băng tinh hang động. Chúa tể của nơi này nhã ngươi tháp ni nhiều, là một con to lớn bạch tuộc ma quái, ngoài thân mỗi một cái xúc giác đều có được một tầng như sắt thép nặng nề áo giáp bọc lấy, khác biệt xúc giác đối ứng không cần binh khí, tự nhiên cũng có thể điều khiển lực lượng hoàn toàn khác biệt. Lúc này từ dương ba người trước mặt, cũng chính là cái này cấm kỵ chi địa khu vực hạch tâm, nhã ngươi tháp ni nhiều quả nhiên còn tại ngủ say ở trong. Vô thượng chí tôn các hạ, vạn ma sào nữ hoàng e ra giá lâm. Hồi lâu không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đa mổ có chút xấu hổ, thử nghiệm lại lặp lại một lần mình. Âm âm. Liền ở trong nháy mắt này công phu, một con xúc giác không hề có điềm báo trước co rúng lên, quơ to lớn hình dáng chụp về phía đa mổ, tự nhiên cũng chính là Từ Dương cùng e ra vị trí. Hừ. Từ Dương dường như đã sớm đoán được, trước mặt cái này nhã ngươi Tháp ni phần lớn là đang vờ ngủ, một chưởng vanh ra, lực lượng cường đại thuận thế đón đỡ tại đa mổ trước mặt, lại sẽ cái này xúc tu đánh bay trở về. Ồ. Cường đại tu sĩ nhân tộc, có thể đón đỡ ta xúc giác, không đơn giản a. À? Cái này cao mười mấy mét to lớn ma tộc sinh vật, chậm rãi mở ra đỉnh đầu chính giữa con kia con mắt, nhìn xuống phía dưới hai cái nhỏ bé hình dáng. Ngươi chính là chỗ này Chí Tôn a. Chúng ta vô ý đến tìm phiền phức, nhưng bởi vì vạn ma xào lâm vào tình thế nguy hiểm, muốn mượn Vĩnh Hằng chi kiếm dùng một lát. Chương 140, không thể tưởng tượng nổi yêu nghiệt. Đã lại tới đây mục đích đã rất rõ ràng, kia cũng không cần phải giấu giếm nữa cái gì. Từ Dương như vậy đi thẳng vào vấn đề, thực cũng đã nhả ngươi Tháp Ni nhiều kinh nhảy một cái. Ha ha ngươi là ta gặp qua lá gan lớn nhất tu sĩ nhân tộc chẳng qua có thế chiến thắng đa mổ đi vào chỗ này nói rõ ngươi vẫn còn có chút bản lãnh nhưng muốn đánh vĩnh hằng chi kiếm chủ ý ngươi sợ là còn chưa đủ tư cách hiển nhiên đối phương đang dùng phương thức như vậy từ chối từ dương có đủ hay không tư cách là kiếm định đoạt không phải ngươi định đoạt nếu như ta không có đoán sai cái gọi là ma tộc cấm địa nói chuyện chính là ngươi đơn thuần không nghĩ để cái này thần khí rơi vào tay người khác muốn chiếm làm của riêng. Lại còn không có bản sự này phá vỡ cái này đạo cự đại ma tinh, ta. Nói rất đúng sao. Nhã người tháp ni có nhiều chút tức giận, viết từ dương một chút đột nhiên đối sau lưng nói, bố lạc mi mời hắn rời đi. Vâng, chí tôn đại nhân. Rất nhanh, giữa không trung một đạo xích hồng sắc quan ảnh đột nhiên lóe ra, giống như quỷ mị không phải hướng từ dương. Đối diện chính là một trận vô cùng mãnh liệt siêu cao nhanh trảo kích nhào tới cẩn thận. Đây chính là sông băng thần điện một cái khác hộ pháp. Era ra muốn hỗ trợ, lại phát hiện mình bây giờ trạng thái này căn bản không xen tay vào được. Từ dương lãnh mâu vệt sáng nhất chuyển, phía sau vô tận kiếm mang bắn ra, thuần túy là tại dùng ngạnh thực lực cưỡng ép bức lui cái này hộ pháp. Chí tôn, hắn rất mạnh. Hừ, mạnh hơn cũng là có cực hạn, muốn đánh vĩnh hằng chi kiếm chủ ý, chính là ta cấm địa địch nhân. Chậm đã. Đang lúc cái này đại bạch tuộc còn dự định tiếp tục như thế không buông tha phát động tiến công lúc, hồi lâu không có động tác gì e ra mở miệng. Chí Tôn Các hạ, ta ngược lại là cảm thấy, đôi bên như thế đánh xuống không có ý nghĩa gì. Nếu như tiểu tử này may mắn thắng, các người sông băng thần điện gà bay trứng vỡ, người muốn chết, thần khí cũng phải ném, như vậy rơi vào lật úp kết cục. Nếu như là Chí Tôn các người thắng, hôm nay hết thảy nhiều lắm là xem như cái gì đều không có phát sinh các người vẫn như cũ mở không ra cái này ma về phần ta, nếu như từ bỏ tiểu tử này chết sống, cho dù thắng không được các người, tự vệ rời đi cũng tuyệt không vấn đề, cứ như vậy. Các người vẫn là thua thiệt một phương. E ra một phen, dường như lập tức đâm chọc mấu chốt của vấn đề, cũng làm cho từ dương lộ ra hài lòng mỉm cười. Nữ hoàng kia đại nhân ý của ngươi là Rất đơn giản, ta cùng tiểu tử này vì một tổ, các người sông băng thần điện người mạnh nhất vì một tổ, hai tổ liên thủ nếm thử phá vỡ ma tinh, tỉnh lại cái này vĩnh hằng chi kiếm. Trong lúc đó, ta sẽ vận dụng ma tâm lực lượng đem hết toàn lực làm ra nếm thử. Nếu như thật có thể đắc thủ, nhìn chí tôn tạm mượn cái này vĩnh hằng chi kiếm dùng một lát, mà ta cũng sẽ suy xét phóng xuất ra một bộ phận ma tâm lực lượng làm đền bù, như thế, chính là cả hai cùng có lợi cục diện. Không thể không nói, cái này sống đàm phán e ra nữ hoàng quả thực muốn phong thần tiết tấu triệt để đem nguyên bản tử cục bàn sống, cũng thành công để sông băng thần điện chí tôn nhã ngươi tháp ni sống lâu hiện tâm tư. Từ dương phán đoán không sai chút nào. Nơi này sở dĩ sẽ bị xưng là ma tộc cấm địa một trong, chính là bởi vì nhã ngươi tháp ni nhiều tham niệm bố trí, thề phải rút ra vĩnh hằng chi kiếm, kế thừa trong đó vô thượng thần khí lực lượng, vì cái mục tiêu này, nó đã cầm tù mình vô số cái năm tháng. Trong lúc đó, hắn đã từng không chỉ một lần suy xét đến ma tâm lực lượng. Bây giờ Từ Dương cùng Era đều ở đây, không thể nghi ngờ là chốn tấm địa này chí tôn tiếp cận nhất mình mục tiêu một lần. Ha ha ha, không sai, ngươi cái gọi là cái này cả hai cùng có lợi tư tưởng, ta rất hài lòng, chỉ cần có thể thành công, ta không ngại cùng ngươi đạt thành dạng này hợp tác. Đạt được chí tôn dạng này đáp lại về sau, Từ Dương cùng Era liếc nhau một cái, hai người dù không có đôi câu vài lời tỉ mỉ giao lưu, nhưng cái này một ánh mắt, dường như liền đã có thể thắng được ngàn vạn lời đi theo ta nhã ngươi tháp ni nhiều thân hình phát sinh cực kỳ biến hóa kinh người thân thể khổng lồ rất nhanh biến thành hình người lớn nhỏ mang theo từ dương cùng e ra đi hướng cái này sông băng thần điện chỗ sâu nhất nơi này cũng là khoảng cách vĩnh hằng chi kiếm gần đây vị trí hiện trường hết thảy có 5 người từ dương cùng e ra một tổ nhã ngươi tháp ni mang nhiều lấy đa mổ cùng bố lạp miêu tạo thành một cái khác tổ năm thân ảnh cũng thân mà đứng đồng thời đối cái kia đạo ống ánh ma tinh chỗ sâu nhất một điểm vị trí ra tay. Vô cùng kinh khủng năm đạo bản nguyên chi lực đồng thời bộc phát, chỉ trong chốc lát, liền làm cho cả sông băng thần điện lâm vào kịch liệt trung động bên trong. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, như thế lực lượng khổng lồ rót vào ma tinh, lại chưa thể để nó xuất hiện mảy may rạn nứt vết tích. Là thời điểm vận dụng ma tâm lực lượng, chỉ cần có thể để cái này ma tinh xuất hiện vết rách, chúng ta liền đã thành công một nửa. Nhã ngươi tháp ni nói thêm điểm, e ra cũng không làm mảy may do dự, có chút nhắm lại hai con ngươi, một chỉ nhẹ nhàng điểm hướng tâm miệng, hào quang màu tím kia bắt đầu hiện sáng. Rốt cục, ánh sáng tím thuận e ra thân thể hướng ra phía ngoài chảy xuôi, chạm đến kia ma tinh trong nháy mắt, trạng nứt thanh âm răng rắc một thanh âm vang lên bắt đầu chuyển động. Ông trời ơi! Ngươi thế này thì quá mức rồi. Ma tâm lực lượng, thật có thể đối cái này ma tinh tạo thành lớn như thế ảnh hưởng. Bên cạnh từ dương tự giác gặp qua không nhỏ việc đời, nhưng bây giờ lần thứ nhất tiếp xúc ma tộc văn minh, thật bị mạch này đặc thù lực lượng kinh đến. Khó trách ma tộc các mạch đối ma tâm như thế chấp mê, cái đồ chơi này thật không phải là một loại cường đại. Nhưng mà rất nhanh, lực lượng này không đợi chuyển vận bao nhiêu, e ra liền mặt lộ vẻ khó chịu, trong cơ thể từ dương huyết mạch chi lực bắt đầu phát huy ra cực mạnh chống cự tác dụng, hai cổ lực lượng tại vết xương chi nổ kiếm cốt bên trong tùy ý va chạm, gần như tùy thời đều có xông phá cái này gông xiền nguy hiểm. Mà một khi phong ấn e ra bản mệnh chân huyết vết xương chi nộ vỡ nát, mang ý nghĩa nàng cả người mệnh nguyên vỡ vụn, dù có ma tâm, cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi thế nào? Không, không có việc gì, tiếp tục. E ra sắc mặt cực độ suy yếu, đối mặt từ dương ân cần hỏi thăm, nàng cũng chỉ khe khẽ lắc đầu. Nhưng từ dương cũng không phải là đồ ngốc, hắn hiểu rất rõ cái này cường ngạnh nữ nhân tác phong, dạng này trước mắt muốn nàng từ bỏ hiển nhiên là không thể nào. Đúng lúc này, từ dương nghĩ ra một cái biện pháp, một phát bắt được e ra thủ đoạn, dùng trong cơ thể mình mênh mông linh lực gánh chịu cũng tiếp dẫn ma tâm lực lượng. Phải biết, từ dương bản nguyên là có thể dung nạp thế gian hết thảy nguyên thủy lực lượng hoàng mỹ môi giới. Đều bởi vì hắn đem luyện khí cảnh tu luyện tới cực hạn, phối hợp mình pháp thiên tượng địa siêu nhiên thiên phú, có thể gánh chịu cái này ma tộc chí cao vô thượng lực lượng cảm nhận được trong cơ thể đau khổ không ngừng yếu bớt, lại nhìn thấy từ dương như vậy khó mà tin nổi thao tác về sau, e ra cả người hoàn toàn bị dọa sợ, liền xem như bên người chí tôn ba người, cũng đều tại dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chầm chầm từ dương. M, gia hỏa này, cũng quá khủng bố đi. Thế mà dùng nhân tộc thân xác, gánh chịu ma tâm lực lượng. Cái này thương mại là chỗ nào đến một cái yêu nghiệt a? À?